bắt quả tang khoảnh khắc hậu hang mũi trưởng long mắt chạm mắt tay sờ vai. Fan vô cùng háo hức mong ngóng tập 14 Sao Nhập Ngũ 2020 lên sóng. Nếu như ở các tập đầu, đội ngũ editor của Sao Nhập Ngũ có ý định treo thuyền hậu hoàng mũi trưởng long, thì càng về sau họ không cần làm điều này nữa vì thuyền giờ đã cập bến. Minh chứng cho việc này là đó là càng ngày hậu hoàng mũi trưởng long càng chăm tương tác, tạo ra phản ứng hóa học ở cả trên thao trường lẫn trên mạng xã hội. Trước thêm tập 14 lên sóng, đội ngũ editor đã hé lộ phân cảnh của hậu hoàng và Việt Long trong tập mới. Trên thao trường vất vả, cặp đôi bị bắt quả tang khoảnh khắc lén lút vỗ vai khi ánh mắt vô tình chạm nhau. Chỉ với đoạn clip mờ câm nhưng thuyền viên của cặp đôi này cũng đủ sung sướng và càng háo hức chờ đón một ngày phân cảnh này sẽ được lên sóng. Ở một diễn biến khác, Lan Ngư lựa chọn thử sức với xuống ngói thấp nhất một viên nhưng không thành công. Hậu Hoàng tiếp tục lại bị mũi trưởng long trêu và các thuyền viên lại chứng kiến màn tương tác nảy lửa trên mạng xã hội. Cụ thể mũi trưởng long đã trêu Hậu Hoàng như sau: Hậu Hoàng không đập được ngói thì quay sang đập tôi hả? Liền ngay sau đó Hậu Hoàng trả lời: Không chặt được lần này thì thôi, mình tập thêm thể lực, mình làm lại lần sau. Gì mà đồng chí phải sỉ nhục tôi. Được dịp tiếp tục mũi trưởng long lại chiêu. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày chặt ngói không vỡ một viên của hậu hoàng. Cặp đôi tích cực tương tác trên mạng xã hội, dân mạng được dịp ăn cẩu lương. Mong chí hạm hậu hoàng mũi trưởng long sớm ngày cập bến để cho con dân được dịp mở tiệc chúc mừng.